Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ bản tin COVID-19 vào sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 3.201 ca mắc COVID-19, trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh là 1.997 ca, Bình Dương có 496 ca. Như vậy, tính đến sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 8, Việt Nam đã có 157.507 ca nhiễm, trong đó 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc ở trong nước. Tổng số ca được điều trị khỏi là 43.157 ca. Hiện đã có hơn 6,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm chủng cho người dân.